Đây là đường chuyền kéo tàu có trọng tải 450 tấn của xưởng 58 được trên đầu tư trong hơn 2 năm nay. Dù chưa phải là hiện đại, nhưng cũng đã tăng năng lực sửa chữa tàu cho vùng 5 Hải quân ở huyện đảo Phú Quốc. Cùng với đó, xưởng 58 cũng được trang bị thêm hệ thống trang thiết bị máy móc tương đối hiện đại như máy phun cát, máy cắt plasma, máy cắt thép hình và các loại máy công cụ khác. Nhờ đó mà khi đưa các loại trang bị máy mới này vào hoạt động, không chỉ nâng cao được năng suất, hiệu quả lao động mà còn giảm được chi phí, giảm nhân công và đẩy nhanh được tiến độ sửa chữa sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Để nâng cao năng lực sửa chữa thì phải tập trung hoàn thiện các quy trình sửa chữa từng loại tàu thuyền, phiếu công nghệ đối với từng công đoạn trong quá trình sửa chữa, tiện trong quá trình theo dõi, giám sát và chỉ đạo trong công tác sửa chữa sát và đúng và đảm bảo chất lượng sửa chữa. Chú trọng vào công tác huấn luyện làm chủ các máy móc công cụ hiện có tại đơn vị cũng như là máy móc trang bị được máy công cụ được trang bị mới. Để nâng cao năng lực sửa chữa, bên cạnh tập trung hoàn thiện quy trình công nghệ sửa chữa từng loại tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật, xưởng 58 còn chú trọng triển khai công tác huấn luyện nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân viên. Hàng năm, chỉ huy xưởng đều cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn chuyên ngành nâng cao tay nghề do Cục Kỹ thuật tổ chức, chú trọng huấn luyện tại đơn vị cho đội ngũ thợ có tay nghề cao, huấn luyện cho thợ có tay nghề thấp và thợ mới về đơn vị công tác nhằm giúp họ nhanh chóng làm chủ các máy móc, công cụ hiện có tại đơn vị. Được sự quan tâm của đơn vị chỉ huy cũng cắt cử từng người một đi tập huấn, nâng cao tay nghề về chuyên môn về mọi mặt, người nào được tập huấn trước ấy thì về truyền đạt những người đi sau, cùng tìm tòi để làm chủ trang bị kỹ thuật, đặc biệt là các trang bị kỹ thuật mới cũng như là cái kỹ năng sửa chữa dưới tàu. Nhờ những giải pháp thiết thực đó mà trong những năm qua, xưởng 58 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị vùng 5 Hải quân.